Chào mừng quý thính giả đã trở lại với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi đọc sách ngày hôm nay. Hãy nhấn đăng ký, có rất nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị chờ đợi các bạn trong mỗi buổi tối hàng ngày. Và đừng quên chia sẻ để nhiều người cùng nghe. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Ngoại Tình, phần tiếp theo. Tôi hoàn toàn không trách gì thái độ căng thẳng do bị sốc mạnh của Hà từ khi có mặt Minh ở trong gia đình. Nếu là Hà, chắc chắn tôi cũng vậy. Chúng tôi đã quen sống thoải mái, hai vợ chồng với hai đứa con và bố tôi, tuy tuổi ngoài 70 nhưng rất thông cảm với sự tự do của con cháu. Thêm bất cứ người nào khác vào sự thoải mái trên đều mất tự do. Trong gia đình, Hà tận tụy, nhún nhịn trước chồng con, không hề nề hà việc gì từ nhỏ đến lớn, chu đáo đến tỉ mỉ vì người thân. Nhưng ra xã hội, vị trí và tri thức cũng đủ điều kiện để kiêu hãnh với đời, nên nếu phải phục vụ thêm một người khác không phải chồng con mình, cô coi như bị xúc phạm. Hà không nói thẳng ra điều này. Sự lặng lẽ kéo dài và những cơn bướng bỉnh vô lối của cô, những lúc chỉ có riêng hai vợ chồng, đã cho tôi hiểu điều đó. Nhưng nói đến Minh, một cậu bé ở tận đầu tận đâu, việc nó giống tôi như đúc. Sự chấp thuận dễ dãi của tôi, như lời tố cáo, tôi đã từng có con với một người đàn bà khác trước khi đến với Hà. Tôi lại giấu giếm sự thật đó suốt những năm sống bên nhau. Lúc nào cũng yêu thương, lúc nào cũng tin tưởng, làm Hà thêm một lần vỡ mộng. Và sự có mặt đột nhiên của Minh không thể là sự tình cờ. Hà nghi rằng tôi và Triều đã có nhiều lần lén lút gặp nhau ở nhiều nơi, chỉ vì Hà quá mù quáng tin tưởng sự trung thủy của tôi mà không biết. Phải có những cuộc gặp gỡ vụng trộm ấy mới có việc Minh được gửi vào cho tôi, dẫn tới việc tôi nhận Minh một cách vô điều kiện, vân vân và vân vân. Nghĩ cho cùng, Hà có lý cả. Cái khác của Hà là cô không thể để lộ thái độ căng thẳng của mình cho Minh và hai con biết. Từ hôm đầu tiên, khi Thuần Anh đi học về, thoạt thấy Minh ngủ ở giường nhà ngoài, nó đã nói thầm rất to vào tai Hà. Ai thế mẹ? Con hỏi bố ấy. Nó chạy sang nói với tôi, mắt vẫn chăm chú, tò mò nhìn vào Minh. Ai thế bố? Anh Minh, con trai của cô chú Triều, bạn của bố ở Quảng Ninh. Nó thì thào. Bố ơi, con nói cái này, sao anh ấy giống bố thế? Hà cũng nghe được câu hỏi, cô cười khẩy, đến con nít nó cũng nhận ra, còn cãi. Tôi làm như không nghe thấy Hà nói, kéo Thuần Anh vào lòng. Con còn nhớ, hồi bố đưa con đi dự đám cưới ai, mà con cứ nói với bố, có một cô mặc áo dài đỏ, giống mẹ như đúc không nào? Thuần Anh nhíu mày, à, đám cưới cô Ngà, con gái bố giỏi quá. Nhiều khi có những người chẳng dính dáng gì đến nhau, nhưng lại giống nhau một cách ngẫu nhiên. Khoa cũng xác nhận điều đó. Anh mình cũng giống bố như vậy, con hiểu không? Câu trả lời tất nhiên dành cho Hà là chính, chứ tuổi của Thuần Anh làm sao mà hiểu nổi ngẫu nhiên, khoa học, xác nhận. Tuy nhiên, nó cũng gật đầu, tin rất thành thật. Tôi bỗng hài lòng vì sự bất ngờ tìm ra cách giải thích đúng đắn và hợp lý nhất. Từ nay anh Minh sẽ ở nhà mình, con có đồng ý không? Con bé hồn nhiên nói ngay, phải chờ anh ấy dậy con mới biết thích hay không chứ bố. Thế mẹ có thích không? Hà cười nhạt, nếu bố thích, tất nhiên mẹ phải thích rồi. Ở nhà này con thấy đấy, cái gì mẹ chẳng nghe theo bố. Đến chiều, Minh Thi, em của Thuần Anh đi mẫu giáo về, thấy Minh đang ngồi ở salon đọc sách, liền chạy vào trong nhà kéo áo mẹ. Mẹ ơi, chú gì em bố ở Hà Nội vào phải không mẹ? Hà cố ý nói cho cả tôi nghe. Sao con lại hỏi thế? Con bé tỏ ra rất tự tin. Hồi nghỉ hè ra Hà Nội, chú đưa con với chị anh đi ăn kem mà. Đó là chú Cẩn. Còn đây là anh Minh, con hiểu chưa? Sao anh Minh lại giống chú Cẩn thế? Minh Thi hớn hở, chạy ra phòng khách. Minh vừa cười với nó. Nó ùa lại, ngồi phát lên đùi Minh. Sao hồi hè ra Hà Nội, em không thấy anh? Minh cười, anh ở Quảng Ninh kia. Quảng Ninh xa lắm. Ở trong phòng Hà nói lơ lửng. Cứ thỉnh thoảng có một đứa giống anh vào chơi như thế này, có khi lại vui. Tôi lờ đi như điếc. Tốt nhất bây giờ là nín nhịn, không nên để bùng nổ thêm một cuộc xung đột nào. Mình không nhận ra được thái độ của Hà, nên sống rất thoải mái. Nhà có chiếc xe đạp, ít khi dùng,
Tôi nói Minh đi đâu thì cứ tự do lấy mà đi. Hà lặng lẽ đem xe ra tiệm thuê bảo dưỡng dầu mỡ, thay hẳn chiếc lốp mới, chỉnh lại phanh, xích, trao xe cho Minh. Thuần Anh và Minh Thi rất quý Minh. Bỗng nhiên có một người anh cao lớn, chiều nào cũng chở hai đứa ra chơi ở sân vận động quân khu 7 và công viên chiến thắng. Điều mà bố mẹ vì bận tối ngày, rất ít thực hiện. Hai đứa bé của tôi rất khoái chí và đặc biệt tự hào với lũ trẻ hàng xóm cùng trang lứa. Cả hai đứa cùng thân thiết với mình, không chút phân biệt nào. Một hôm, Hà ra ngã tư đầu phố mua thức ăn về, cố ý sập cánh cổng đánh rầm, hầm hầm vào thẳng bếp. Tôi tưởng có chuyện mua bán cãi cọ gì với mấy bà bán hàng thực phẩm, vội vào theo. Hà thả mấy quả trứng gà và cà chua ra bàn, gục đầu khóc tức tưởi. Chuyện gì thế? Tôi thắc mắc. Chuyện gì à? Hà hét lên. Còn chuyện gì nữa? Anh ra đầu phố mà nghe người ta nói gì về nhà này, nhục hết chỗ nói. Chuyện gì mới được chứ? Người ta hỏi có phải thằng bé ở nhà chị là con của vợ lớn ở ngoài Bắc hay không. Họ còn nói không biết chế độ này thế nào chứ. Hồi trước mấy ông văn sĩ đi đâu cũng có con rơi. Anh ra mà thề danh dự với họ đi. Tôi nói, anh đã viết thư cho Triều, cô ấy sẽ nói hết với em về chuyện này. Anh mệt quá rồi. Dù anh có nói thế nào em cũng không tin, nhưng em cũng không thể đuổi thằng Minh về Bắc. Em phải hiểu điều đó. Hà gắt gỏng. Em không hề quan tâm việc nó ở nhà này hay không. Nhà này có đói cũng nhịn ăn nhịn mặc, nuôi được nó. Vấn đề ở chỗ là nó là con anh mà anh lại cứ phải chối đây đẩy. Anh vẫn tiếp tục dối trá và bắt tôi phải chịu đựng điều đó. Ừ, nó đúng là con tôi đấy. Tôi cáu kỉnh. Hồi thanh niên, chuyện yêu và trót dại với một vài cô gái là chuyện thường. Cô muốn gì nữa nào? Hà ngước lên, đôi mắt mờ nước. Tôi nói thêm. Cô muốn biết sự thật thì sự thật đúng như thế đấy. Hà sững sờ, môi run rẩy. Em biết mà. Thần sắc trên mặt Hà bỗng suy sụp một cách thê thảm. Tôi hối hận hạ giọng. Tại em cứ bắt anh phải nhận như thế. Kỳ thực anh đã mang danh dự ra mà thẻ. Mình không phải là con của anh. Tôi ngồi xuống thân thiết ôm vai Hà. Cô sụt sịt ngả trong vòng tay tôi, khẽ chấm nước mắt. Một biểu hiện yếu đuối bất lực. Hà vẫn quá yêu tôi. Cô sợ sự tan vỡ, sợ mất tôi. Chứ cô vẫn chẳng tin tôi hơn chút nào. Ghen tuông không nằm ở tính cụ thể của lòng yêu ghét, mà ở trong quyền sở hữu, tinh thần bị lung lay. Vài ngày sau, Hà như quên bẵng mọi giận dỗi. Cô không tỏ ra quan tâm nhiều tới mình. Nó vào cả tuần rồi. Anh không tính cho nó đi học hay làm gì à? Lúc đó mình cũng ngồi kế bên. Tôi nói không có chuyện đi làm đâu. Để cho nó nghỉ, chơi thoải mái một chút. 2 tuần rồi, xin theo học một khóa luyện thi, sau đó thi đại học. Không học sẽ chẳng làm lên trò trống gì cả. Mình hỏi mẹ cháu bảo chuyện học hay là đi làm tùy ở bác quyết định. Ý cháu muốn đi làm vài năm trước khi vào đại học. Mình im một chút rồi nói tiếp. Mẹ cháu nói ngày xưa bác cũng làm công nhân. Tôi kín đáo, làm thinh, chờ phản ứng của Hà. Không thấy Hà nói gì, tôi mới an tâm giải thích cho mình. Phải nói cho đúng, hồi ấy vì không được vào học đại học, bác mới phải đi làm công nhân. Đấy là một nỗi bất hạnh. Mình cãi, nhưng nhờ làm công nhân, bác mới trở thành nhà văn. Tôi cười, mọi tài năng đều trưởng thành từ những cay đắng gian khổ. Nhưng dấn thân vào đấy để trang sức cho niềm tin hy vọng nào đó, chỉ trở thành đồ ngu. Đi học, và đi học, rõ chưa? Hà bỗng nhìn tôi thân thiện. Anh đã quyết định như vậy, để em lo chuyện học cho nó. Tháng 7 tới là thi rồi. Từ hôm đó, hai cô cháu đi đâu cũng có nhau. Tôi nhẹ hẳn người. Hà của tôi thật cao cả. Tôi thấy thương và hối hận vì đã có lúc nóng nảy đến thô bạo với Hà về những chuyện vừa qua. Tôi thuộc loại người ý chí sống thì quyết liệt, nhưng phương xử trong cuộc sống thì lại luôn thiếu tự tin. Điều này do lối giáo dục khắc kỷ từ thời hai bên ông bà nội ngoại truyền sang thế hệ cha mẹ, các cô, chú, bác của tôi, rồi những người nhận cuối cùng. Khi thế lực truyền thống cả về vật chất lẫn tinh thần của hai dòng họ suy sụp trước áp lực biến động xã hội là anh chị em chúng tôi, đó là lối giáo dục khe khắt về đạo lý trong gia đình và sự bế quan tỏa cảng giữa con cái với xã hội bên ngoài. Sau này, khi sớm rơi vào đời sống độc lập, so với những bạn bè cùng trang lứa, tôi luôn luôn phải trả những giá rất đắt, đến mất tự tin lúc nhập cuộc. Một phần khác do chịu ảnh hưởng nặng nề
của bản lý lịch oan trái. Mỗi khi bước đi, vươn tới những ước mơ dù rất nhỏ, rất phải lẽ, đều là một lần thất vọng, nên tôi thường xuyên bị ám ảnh ngược đãi, phản bội và thất bại. Chính vì vậy, những năm tháng đó, dù ham muốn mãnh liệt điều gì, dù tin mình có thừa khả năng làm được, ở kẻ khác chỉ việc tiến thẳng tới đích, thì tôi cứ phải nín nhịn, vòng vo quanh quẩn. Nhiều khi phải làm như không màng tới, âm thầm nung nấu trong những khát vọng ngầm, thụ động chờ đợi, vận may thống khổ. Cuộc đời tôi về sau này, đôi ba lần thành công trong lao động sáng tạo, nhưng chưa bao giờ cảm khoái thắng lợi từ năng lực, lại lớn hơn nỗi lo sợ bị thất bại do cay nghiệt của hoàn cảnh. Những năm sống ở Quảng Ninh, ước mơ bao trùm lên động cơ sống và phấn đấu của tôi, có khi chỉ bình thường, đơn giản với bất cứ thanh niên nào khác, là việc được thi vào đại học. Được học thành tài cũng chỉ để có cơ hội được cống hiến cho xã hội nhiều hơn. Từng năm một bị xói mòn đến cùng kiệt, bị đập nát vụn đến tuyệt vọng, dồn dần đến bờ cam phận ươn hèn. Thời gian ấy, lá đơn xin đi thi đại học lần thứ ba của tôi bị bác bỏ. Ông Hoàng Bức, ông ta thích được gọi cả tên, họ để giống như các hàng ngũ lãnh đạo của tỉnh. Cán bộ tổ chức xí nghiệp gọi riêng tôi lên phòng, sau khi đóng hết các cửa sổ và cửa ra vào, chố đôi mắt thâm quầng nhìn tôi chằm chằm, rồi cương lên bộ mặt đầy vẻ quan trọng, thì thào thào tận tai tôi. Sở dĩ gọi riêng anh lên trao đổi, chính vì tổ chức và đảng rất tin anh. Thời gian qua anh đã phấn đấu tương đối tốt, một năm được bầu là lao động tiên tiến rồi nhỉ. Tôi vội chữa, 3 năm. Bất gật gù, 3 năm là tương đối đấy. Ông ta nặn ra vẻ đau buồn, thương cảm. Nhưng tổ chức ở bên ti và tỉnh vẫn chỉ đạo xuống đòi hỏi anh phải tiếp tục tin tưởng và chịu thử thách lâu dài hơn nữa. Tôi rã rời cả người. Niềm hy vọng đi lao động 3 năm sẽ được mang thành phần công nhân, rồi vào được đại học theo lời hứa chắc chắn như đinh đóng cột của các bậc lãnh đạo. Thế là tan thành mây khói. Tôi cố nuốt nghẹn. Lâu dài là bao lâu? Hoàng Mức nhìn thẳng vào mắt tôi. Có khi sang năm, cũng có khi sang năm nữa. Cái chính không phải là tổ chức, mà ở sự phấn đấu của anh, đúng không nào? Sau này anh vào đại học, anh trở thành kỹ sư, anh quay lại đây lãnh đạo tôi. Đảng đã sáng suốt nhìn ra điều đó, nên bắt buộc phải đặt ra thử thách cao hơn đối với anh, đúng không nào? Thấy tôi thở thẫn, Hoàng Bắc thân mật vỗ vai. Tôi hứa với anh, sang năm sẽ cố gắng giúp anh thử lần nữa. Cứ mỗi năm phải chịu thêm một lần thất vọng về chuyện đi học. Người đầu tiên hiện ra trong lòng căm giận của tôi chính là Hoàng Bắc, với đủ loại đường nét, rốt nát, xảo quyệt, đạo đức giả. Vậy mà mỗi lần được ông ta gọi lên, tôi đều mềm lòng rất nhanh, tin ngay mọi lời giải bày hứa hẹn. Sau đó tự trách mình quá nôn nóng, bằng lòng vắt kiệt sức ra trong lao động, sẵn sàng nín nhịn trước mọi xúc phạm vì định kiến của xung quanh. Nhiều khi phải nuốt nhục để hy vọng đón lấy ân huệ của Bắc vào kỳ thi đại học năm tới. Đứng trước Bắc, tôi bỗng ngu hèn đi. Chỉ cần Bắc nói xa nói gần về thành phần và hoàn cảnh gia đình là lập tức những hồn nhiên trong sáng, những nhiệt tình vô tư, những niềm tin lớn lao ở chân lý đang sống động trong con tim tuổi trẻ của tôi lập tức co lại, nhũn nhặn trong thứ khuôn phép vô hình của thân phận bị ngược đãi. Điều tôi sợ nhất khi đứng trước Bắc, nếu mình không kịp thời hèn đi, ngu đi và biết ơn ông ta, thì sẽ đến lúc nào đó trường đại học chẳng những không tới mà chính mình có khi còn bị coi là địch. Sau lần được Hoàng Bắc truyền đạt tin tưởng của lãnh đạo và yêu cầu tôi tiếp tục thử thách, cái lâu đài tương lai toàn màu hồng được xây đắp bằng con tim nóng bỏng nhiệt tình và lãng mạn từ lòng tin của anh học trò giáo điều bắt đầu lung lay phần chân móng. Khi rời Hà Nội ra đi, tôi đã tính toán rất suôn sẻ, đi thanh niên xung phong 3 năm, trở về mới 20 tuổi, vào đại học 5 năm, bằng chế độ công nhân, đi học, sẽ có lương, không phải phiền đến kinh tế gia đình. Khi ra trường mới 25 tuổi, sẽ nhận công tác ở bất cứ nơi nào khi tổ quốc cần, và chỉ đến lúc đó mới yêu và lấy vợ. Tất nhiên, người vợ tương lai phải cùng trình độ, yêu và thông cảm với hoàn cảnh của mình. Một cô vợ người Hà Nội, bây giờ mọi con đường đi tới một phần của ước mơ cũng trở nên mịt mù. Nghĩ tới sang năm, rồi sang năm, lại sang năm nữa. Người ta cứ hứa rồi lại đòi hỏi, lại hứa rồi lại đòi hỏi tiếp tục thử thách, cho đến khi trôi hết thời tuổi trẻ, hết sức lực,
hết nhiệt tình học tập, cống hiến, đến hết hy vọng. Người tôi bỗng trống rỗng trong cảm giác ngu dại vì rơi vào sự lừa dối khủng khiếp giữa mênh mông bất công cay nghiệt của cơ chế tổ chức mà hiện thân của nó là hoàng bức. Thân phận tôi như cát bụi, quá nhỏ nhoi, vô nghĩa, không còn biết kêu ai, không thể sống khác hơn. Cứ tiếp tục quần quật làm việc để mỗi năm 2 lần được bầu lao động tiên tiến và nuôi lấy chút hy vọng được lãnh đạo xí nghiệp ghi nhận, biết đâu lại được đi học. Ở đây nền giáo dục khắc kỷ của gia đình tôi vừa tốt lại vừa xấu. Tốt ở chỗ dù công việc khó khăn gian khổ đến mấy, vì phải giữ lương tâm, trách nhiệm và thể diện, tôi luôn vẫn làm trọn hết mình. Xấu ở chỗ biết hoàn cảnh bất công, phi lý nhưng lại cam chịu, ngại đấu tranh, sợ thất bại, đổ vỡ. Oái oăm thay, để an ủi nhiều lúc tôi lại mang cái áo lương tâm, trách nhiệm và thể diện trong công việc ra ngụy tạo nên sự nhu nhược yếm thế của mình trong hoàn cảnh. Tôi gần như thường xuyên trong cơn sốt mâu thuẫn và lo sợ cho một ngày đen tối đến vĩnh viễn với mình. Không lẽ cứ suốt đời, nay đây mai đó khắp các vùng rừng núi với cây nghề, khoan đất, mà ngay từ đầu, nếu không phải vì chịu đựng thử thách để đi tới cổng trường đại học, tôi đã chẳng yêu thích gì. Những năm về sau, nhất là hồi chiến tranh, xí nghiệp trong hoàn cảnh sơ tán, còn có dịp làm nhiều nghề khác vất vả, tôi vẫn rùng mình khi nghĩ tới nghề khoan hố. Hai cánh tay phải thường xuyên nâng lên hạ xuống 1.000 lần trong mỗi ngày làm việc. Chiếc máy nặng khoảng 16 kg, tần số rung mạnh đến tê liệt cả cánh tay. Ở bất kể địa hình, sườn đồi, đỉnh núi, cây cối hoang dại, đất rắn, đất mềm, bất kể trời mưa, trời nắng, một nghề cực khổ nhất trong tất cả những nghề tôi đã trải qua. Rồi đến lúc sẽ phải lấy một cô gái lâm trường nào đó, được chia một căn phòng, 4 bể phên niếp, rồi sinh con đẻ cái, thế là xong một đời người thô sơ, giản dị. Không, không bao giờ. Nhiều lúc tôi sợ hãi đến hoảng loạn khi nghĩ tới việc phải khóa chặt đời mình vào một cuộc hôn nhân ở góc rừng nào đó, chấm hết mọi ước mơ, hy vọng, sống cam chịu trong những nhỏ nhoi, vụn vặt của kiếp sống chật chội, tê liệt hết khả năng khát vọng và sáng tạo. Đến một ngày nào đó, gia đình, bạn bè ở Hà Nội sẽ không còn ai nhận ra tôi. Ngày nào ra đi là thế, không bao giờ tôi đi hơn một bước vào đầm lầy số phận, để đến lúc hết cả khả năng rút chân ra. Nhưng chuyến đi Móng Cái lần ấy, chiều đột nhiên xuất hiện đã làm cho ý chí quyết liệt, tự lãnh của tôi bỗng sững lại. Hình như ở chiều có sức mạnh xóa bỏ hết mọi thành trì, định kiến. Tôi quên ngay cả chính mình, trước mắt tôi chỉ có mục đích duy nhất là chinh phục chiều. Đội trồng rừng Đoan Tĩnh mới thành lập chừng hơn 2 năm, gồm những dãy nhà, nhiều gian lợp mái cong phổ biến ở những địa phương giáp giới với Trung Quốc. Tường nhà là phiên tre chát vữa xi măng, nằm trơ vơ giữa vùng đồi hoang, đất trắng khô như cát. Trước mặt, khoảng hơn 100 mét là đường quốc lộ 18 quanh năm vắng vẻ. Một con suối rộng cỡ 30 mét chảy từ những dặng núi phía Trung Quốc, cắt ngang đường quốc lộ, qua đường ngầm đổ bê tông, thay cho cây cầu bị nổ mìn từ hồi chống Pháp, chảy lượn dưới chân khu nhà của đội rồi ra biển. Chỉ mùa mưa suối mới nhiều nước, chảy mạnh như thác, còn mùa khô khi nước thủy triều dâng lên cao nhất, nước mới ngập đường ngầm. Nhà tập thể nữ đối diện với dãy nhà nam mà đội máy khoan chúng tôi đang ở, cách một sân bóng chuyền. Ở đây cứ tối đến, sự hiu quạnh đơn độc bao trùm, đời sống con người chỉ còn quây quanh mấy ngọn đèn dầu buồn tẻ. Chúng tôi và anh chị em công nhân ở đây không có cảm hứng nào khác là sang phòng nhau trò chuyện tào lao, đánh bài hoặc nghe đài cho đến giờ đi ngủ, để sáng mai lại bắt đầu nhịp khởi đầu tuần hoàn đơn điệu của ngày mới. Một ngày làm việc cật lực cho đến tận chiều tối. Cái hăng hái duy nhất của một ngày sống là làm cho thật mệt để lúc nghỉ không phải thắc thỏm, không còn sức để chán nản trước cô đơn, trước nếp sống mòn mỏi từng ngày. Phụng sự cho niềm lạc quan của những người tin rằng sẽ có một thiên đường trên trái đất xây toàn bằng vị mặn của mồ hôi. Từ khi chịu sức hút của chiều, tôi tỏ ra thân mật với Tư. Cây cầu gián tiếp, chắc chắn và tự nhiên nhất, dẫn đến chiều. Cứ tối đến, sau bữa cơm chiều đạm bạc ở nhà ăn tập thể, giống như nhiều nam công nhân khác, tôi lần sang khu nhà tập thể của nữ chơi, rồi mắt trước mắt sau lẻn sang phòng Tư và chiều. Trong phòng còn có 2 người khác ở chung. Hơn, tổ trưởng, tổ 1 trồng rừng, một phụ nữ lớn tuổi chưa chồng,
người mập tròn múp míp, và Lình, một cô gái người Hoa hiền lành ít nói. Tư, Hơn và Lình thường vui vẻ thoải mái. Riêng Chiều mỗi lần tôi sang chơi chỉ ngồi một chút rồi đỏ mặt biến mất. Mỗi lần như vậy tôi rất hững, nhưng bề ngoài tôi vẫn làm ra vẻ chẳng chú ý gì đến Chiều. Như sang chơi với Tư, Hơn và Lình là chính. Tôi vẫn tiếp tục vui vẻ cởi mở đến khuya, những câu chuyện trên trời dưới biển rồi mới ra về. Một lần Hơn nửa đùa, nửa thật, cười nói, cái Chiều nó mê chú Tiến, cứ thấy chú sang là nó chạy đấy. Tôi giật thót người, tưởng rằng Hơn đã đọc đúng tim đen mình. Tôi cười gượng, mê phải ở lại chứ sao lại bỏ đi. Mắt Hơn long lên lẳng lơ, nó đi là để chú thích thì theo nó chứ sao, thanh niên Hà Nội gì mà vụng thế. Thực ra ở lâu có nhiều cơ hội nhìn kỹ, Chiều không đẹp đến mức tôi phải tê điếng đi như bị sét đánh trong lần gặp đầu. Sức quyến rũ ở Chiều chỉ thực sự xuất hiện khi đôi mắt nâu của cô bộc lộ tình cảm, khi long lanh khát vọng, khi thoáng buồn, khi tinh nghịch hay lo sợ, khi ngơ ngác xa xăm. Những lúc đó đường lông mày cánh cung mỏng dài, sống mũi cao hơi hỉnh, cái miệng nhỏ, môi trên hơi cong, môi dưới trễ và khuôn mặt dài phinh phính, lác đác những chấm dỗ hoa, bỗng trở nên hài hòa hoàn thiện, trong sáng như cây lá rừng. Còn khi bình thường mọi đường nét trên như chắp vá rời rạc, miễn cưỡng trên thần sắc vừa thô vừa quê. Những chấm dỗ hoa cứ như nhiều hơn và to ra. Đặc biệt những lúc Chiều cố ý làm duyên bằng cách trải dầu thật mượt lên mái tóc đen dày, rồi dùng chiếc kẹp Trung Quốc cánh bướm kẹp túm ở phía sau. Mặc áo sơ mi may kiểu của các cô gái thị xã cộc cưỡn chẳng giống ai, tôn thêm sự thô vụng và tố cáo, hình vóc thừa thãi, sự khỏe mạnh. Chiều có dáng đi của dân vùng biển, chân không sải dài, không bước cao, cứ như lúc nào cũng đi trên thuyền hoặc lội nước, bộ ngực to, cương cứng, luôn ướn về phía trước, cặp mông đanh rắn, cong cớn ở phía sau, đầy nét chất phác nguyên thủy. Tuy nhiên nếu chỉ ngồi, đứng im, cũng vẫn những chi tiết hình thể đó, từ Chiều lại tỏa ra sức cuốn hút của thứ lửa ngầm của người đàn bà bản năng đầy sinh động. Những lúc say dứt nghĩ về Chiều, trong tôi cứ bần thần hai lực đẩy và hút. Bên lực đẩy là những nhược điểm có thật, từ đường nét, hình dáng, tính cách và được tôi chiêm ngưỡng rất kỹ. Những ngày tháng ở đội trồng rừng hẻo lánh này, ngoài thời gian làm việc, ngoài đồi, tôi thừa thì giờ để ý các cô gái quanh mình. Song cái dụng ý ấy, phần khách quan, lo tới viễn cảnh thực tế của tương lai ít thôi. Cái chính vẫn từ tâm trạng của con cáo trước chùm nho. Trong chuyện ngụ ngôn, Edop moi hết nhược điểm của Chiều để chuẩn bị trước cho sự không thành. Biết đâu Chiều không thích mình, biết đâu Chiều có người yêu rồi, biết đâu. Hàng trăm cái biết đâu sẽ dẫn tới sự thất bại. Còn bên lực hút chẳng pha chút ngụy tạo nào. Đó là thứ xúc động tình cảm mãnh liệt và nôn nóng, thường xuyên giằng co với lực đẩy kia, khiến cho tôi ngày càng không tự nhiên khi tiếp xúc với Chiều. Và càng không tự nhiên, tôi lại càng nôn nóng, càng vụng về, quanh co. Nhiều lúc tưởng hình bóng trần vờn của Chiều ở cách khoảng sân bóng chuyền sẽ chẳng bao giờ tôi với tới. Một buổi tối chỉ có Tư ở trong phòng, đang cặm cụi ngồi vá chiếc áo cánh đen bên ngọn đèn dầu. Tôi hỏi thẳng, tại sao cứ anh vào là Chiều nó bỏ đi? Tư cười, nó sợ anh đấy. Sợ gì chứ? Không biết, nó nói với em, cứ nhìn thấy anh là nó sợ sợ thế nào ấy. Anh đáng sợ ở chỗ nào chứ? Tư xòe xòa, nó chưa bao giờ sống tập thể, nó mới vào công nhân có mấy tháng. Anh thông cảm. Đột nhiên Tư ngước mắt nhìn tôi tinh quái. Em hỏi thật, anh thích cái Chiều phải không? Tôi nóng lựng mặt, lúng túng. Sao em lại hỏi thế? Anh khôn lắm. Tư không tránh cái nhìn lại của tôi, mắt ánh lên những tia tinh quái. Nhưng qua thế nào được mắt em? Nó còn khờ dại lắm. Anh đừng làm khổ nó. Anh coi Chiều như đứa em thôi. Tôi đờ đẫn, cố nuốt cơn sĩ diện xuống họng. Nhưng em nói như vậy tức là coi anh thuộc loại người gì? Tư nói gọn khô. Em lạ gì người thành phố các anh? Đó thật sự là một ngày đen tối đối với tôi. Suốt mấy tuần sau đó, tôi cảm thấy như là cả một đội trồng rừng đều biết chuyện. Ở bất cứ chỗ nào, ngoài đồi, sân chơi, nhà ăn, đều như có người nhìn mình chòng chọc và cười lén. Mấy tuần liền, tôi không bước chân sang khu nhà nữ,
cố gạt đi hình ảnh của chiều ra khỏi đầu. Đến một hôm, vào giữa buổi sáng, trời mưa tầm tã. Lầu, tổ trưởng tổ vườn ươm, người ướt như chuột lột từ ngoài đồi chạy về, nhờ tôi dùng chiếc máy kéo nhỏ PF62 chở giúp các bầu thông non từ vườn ươm lên khu đồi, cách đội chừng 5 cây số. Ngày trồng rừng được việc nhất là lúc mưa. Ngày máy khoan, nếu mưa trước giờ đi làm chúng tôi đều nghỉ, không ra đồi. Đối với chúng tôi, mỗi ngày nghỉ là một ngày thoát khỏi cực hình. Tôi hoàn toàn có thể từ chối lời yêu cầu của lầu. Nhưng thoáng nghe nói chở cây cho tổ trồng một, tôi vừa làm khó một chút để lầu không phát hiện ra mình quá ham hở trước khi nhận lời. Tổ trồng một có chiều và tư, tôi đã cố ý trang bị cho mình một hình dáng thật hùng dũng, đầu đội chiếc mũ cối bộ đội, khoác áo mưa vải bạt trong láng cao su đen, chân xỏ đôi ủng cao su nâu bóng, cao tới gối. Quên bẵng trời mưa lớn, đi ủng chỉ tổ thành chỗ chứa nước, thành ngâm chân. Rồi lao ra mưa, nổ máy kéo, chạy ra vườn ươm nhận thông non. Giữa lúc ngoài đồi, hơn 20 chị em đang thiếu cây trồng, chưa biết lúc nào cây ở vườn ươm chuyển ra kịp, thì sự xuất hiện của chiếc máy kéo nổ bùng bục giữa mưa to gió lớn, bươn chéo qua các sườn đồi đến với họ như một cứu tinh. Các cô hò reo, bỏ hết cả việc đến đón tôi. Tưởng ai, hóa ra là anh Tiến. Kìa, Tư ra đón người yêu đi chứ. Lấy vợ đoan tĩnh rồi ở rể luôn đi anh Tiến ơi. Tôi dừng máy, tham gia giúp các cô, đỡ các bầu thông ra khỏi xe, vừa hào hứng đùa lại. Lần này ở rể luôn đây nhá, chị Hơn. Hơn dướn thân thể béo tròn lực lưỡng, nổi lồ lộ dưới lần quần áo ướt dính cười khanh khách. Đấy, cho chọn đi, xem thanh niên Hà Nội có tinh mắt không nào. Tôi nhập vào vai kịch, đưa mắt nhìn sang xung quanh, thấy chiều đang lúi húi rất xa, vẻ như mải làm việc, nhưng mặt thoáng cười theo đám chị em chuyển cây bên máy kéo. Này chị Hơn, tôi nói, tôi ủy quyền cho chị đấy, chị chọn ai tôi cũng chịu. Hơn cười tiết mắt, tổ này chỉ có cây Tư với cái chiều là vừa với cỡ chú thôi. Này chiều ơi, tôi mừng thầm trong bụng, vì Hơn đã bị đun đẩy vào bẫy. Chiều, chiều ơi, lại đây chị bảo. Chiều xị ngay mặt, tay cầm chiếc xẻng, trồng cây nhọn như mũi mác, lưỡng lự một chút rồi tiến lại. Cô nhìn Hơn đề phòng, không dám liếc về phía tôi. Điều đó càng tốt, tôi càng được nhìn em. Mà không cần phải ý tứ, Chiều vẫn mặc bộ đồ đen ngắn cộc buôn thủa của các cô gái làng chài Vạn Ninh. Đầu đội nón mưa ướt dính hết vào thân hình cao lớn, chắc lằn. Phô ra chỗ xấu nhất là bộ ngực lớn căng phè trong thứ su chiêng dày cộp. Không hiểu xuất phát từ thứ thẩm mỹ nào mà hồi đó rất thịnh hành với các cô gái từ khắp thành thị tới nông thôn miền Bắc. Khiến cho các bộ ngực sinh ra để làm đẹp và kêu gọi tình yêu đều bị vênh ngược, ép chặt trong hai chóp nón như giáp sắt của các vệ sĩ thánh chiến thời Trung Cổ. Chiều! Hơn phấn chấn, hét át cả tiếng mưa. Tổ một cử mày giữ chú Tiến ở lại, làm rể Đông Tĩnh đấy. Đồng ý không? Cả đám phụ nữ cười như nắc nẻ. Đồng ý đấy. Chạy lại cho anh Tiến ôm thử một cái. Cả hai đều đô, lấy nhau thì phải biết. Đóng giường bằng gỗ lim. Chiều đứng khở ra, liếc tôi nhanh cái rồi bỏ chạy. Vừa vượt qua đầu máy kéo vài bước, do sườn đất đỏ mưa trơn, cô trượt chân ngã, trôi xuống phía chân đồi. Tôi vội vàng chạy lại đỡ, không may cũng trôi theo. Xô díu lên Chiều, thành trò cười vui cho cả đội. Tôi run run tay, đỡ Chiều dậy. Chiều nhăn nhó ứa nước mắt, bàn tay phải bóp chặt bàn tay trái. Làm sao thế? Tôi hỏi. Anh dẫm vào tay em. Chiều thân mến, việc em gửi Minh vào thật bất ngờ đối với anh, càng quá bất ngờ đối với Hà. Lá thư em viết vào cho anh và Hà không nói đủ những điều cần nói cho sự bất ngờ ấy. Đã hơn 20 năm, chính xác là 22 năm chúng ta không gặp mặt nhau. Chuyện cũ không bao giờ quên, nhưng cũng đã nằm im trong dĩ vãng được phủ lên bởi thời gian và đời riêng của mỗi đứa. Rất may không chỉ một lần. Vào những lúc ngẫu hứng nhớ lại thời tuổi trẻ, anh đã kể cho Hà về mối tình đầu giữa anh và em. Cả hai cùng liều mạng, cuối cùng trời lại không cho. Rất may năm 1985, lần em vào thành phố Hồ Chí Minh, dù không gặp anh và Hà, nhưng cũng đánh dấu trước mối liên hệ công khai của tình cảm trong sáng sau này. Rất may anh và Hà sống rất thuận hòa, hạnh phúc và thật sự tin tưởng nhau, cũng như em và Lâm. Nếu không thật yêu thương,
Thông cảm, làm gì có chuyện gửi con vào ở với người tình cũ. Nhiều sự may mắn đều do chúng ta cùng sống thật và đẹp từ bản chất chứ không hề thủ đoạn. Nên sự có mặt của mình ở gia đình anh sau đôi lúc ngỡ ngàng ban đầu cuối cùng đã trở nên ổn thỏa. Trong chuyện này, Hà là người cao cả hơn hết. Hà là người hoàn toàn có thể nổi giận vì không được tôn trọng đúng mức. Hà cũng có thể khước từ việc tiếp nhận Minh. Là phụ nữ, chắc em phải thông cảm cho Hà. Người đàn bà rộng rãi nhất có thể chia sẻ cho người dưng nước lã tiền của, thậm chí cả máu của mình, nhưng không bao giờ để mẩu móng tay thừa của ông chồng bắn về phía người đàn bà khác. Minh lại là con trai của em, lại ở độ tuổi khớp với hồi năm 1971. Anh đã kể với Hà về lần về tìm em ở Vụng Đông, có thể gây ra những nghi kỵ hợp lý. Còn việc Minh có nhiều nét giống anh, cứ như tình cũng gian mà lý cũng gian. Anh sao mà ép Hà tin nổi? Nếu Hà không có lòng tin vững chắc với anh, thì sự đơn giản của em hoàn toàn có thể đẩy anh và Hà đến chỗ đổ vỡ. Tại sao trong thư em viết cho Minh cầm vào không nói rõ hơn về điều này? Anh hết sức bị động, cũng không thể trách được Hà. Em làm Hà cũng như Lâm, chồng em tin ngay và thông cảm ngay được sao? May mà mọi chuyện rồi cũng qua. Anh nói với Hà, đã có nhiều nhà khoa học chứng minh rằng người phụ nữ lấy chồng nhưng mối tình cũ luôn ám ảnh hoàn toàn có thể đẻ ra một đứa con giống như người tình trước. Anh đã phải dành ra một ngày vào thư viện quốc gia để tìm bằng được những trích đoạn khoa học bằng vàng đó, rồi thuê photocopy mang về cho Hà. Loại tư liệu đó hiếm hoi lắm. Nếu bản thân tác giả, chính nhà khoa học đó, không phải chịu những tai tiếng của một vụ oan tình giống như anh, chắc chắn ông ta không bỏ công sức viết ra cuốn sách gần 1.000 trang về những gen, những neuron, những x, những y loạn xạ để kết luận được đúng 3 dòng về những sản phẩm ngoại tình trong tâm tưởng mà luật pháp cũng như tính đa nghi trong mọi đối tượng hôn nhân không thể nào kết tội. Anh đã làm một động tác thừa sau khi hiểu ra mọi giá trị chính xác cao của nền khoa học chân chính đều chẳng là cái quái gì trước người đàn bà đã nổi cơn tâm mảnh vì ghen tuông. Anh đã nghĩ sai về Hà, đã chuẩn bị thừa vững chắc cho một trận địa phòng ngự trong khi đối phương hoàn toàn không có ý tiến công. Hà đã tin mối quan hệ của anh và em là trong sáng. Bây giờ hai cô cháu đi đâu cũng có nhau. Minh đã thay anh làm nhiệm vụ của người lái xe trung thành. Sự có mặt của đứa con trai trong nhà như chỗ nương tựa lớn cho Hà, chắc chắn tốt hơn hai cô nhí mà nhìn về tương lai chỉ thấy ngày càng phải lo nhiều cho nó hơn là nó sẽ lo lại cho mình. Sự thân thiết của Hà với Minh đẹp đến nỗi nhiều người đến nhà lần đầu tiên đều tin chắc đó là con trai lớn của anh và Hà. Minh sống quen và rất thích đời sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chiều nào nó cũng chở Thuần Anh và Minh Thi, hai cô nhí của anh đi chơi. Điều mà anh và Hà bận bịu không thể thực hiện thường xuyên được, khiến hai đứa rất mê anh Minh. Anh Minh còn đưa hai đứa ra sân vận động, đi chơi sở thú hoặc là nhà văn hóa thiếu nhi. Minh sống lành, ít nói, khá chân tình, có điều hơi buồn. Nhiều lúc bất chợt nhận ra từ nó, có vẻ bơ vơ rất tội. Anh cho rằng lúc đó nó đang nhớ bố mẹ và bạn bè ở Quảng Ninh. Không sao, cần để cho tuổi trẻ lớn lên trong một cảm giác ngược chiều, mới giống sâu và có ý chí mạnh. Anh nói lan man chỉ để quay lại sự nhất trí cần thiết với em. Về tương lai của Minh cụ thể hơn, anh tôn trọng cá nhân Minh, không tôn trọng cũng không được, vì không chỉ mình anh đối diện với nó, mà xã hội tuổi trẻ của thế hệ nó đang đối diện. Với thời đã qua, thế hệ cha anh, chúng nó thích làm chủ mình bằng kinh nghiệm của chính chúng nó rút ra từ anh, chứ không nhờ mình rút ra hộ chúng. Nhưng anh sẽ làm một việc mình cảm thấy còn quyền lực đối với Minh, đó là khi nó chưa đủ điều kiện để độc lập về cả tinh thần lẫn vật chất, mình bắt nó phải hoàn thiện về kiến thức, điều bất cứ ở thời đại nào cũng cần. Trong khi đa số bọn trẻ bây giờ lại có khuynh hướng bỏ rơi, chúng cần những chỗ, những cơ hội làm ra nhiều tiền hơn chỗ đứng của tài năng và kiến thức. Chúng cũng chẳng thiết vinh quang, chẳng thiết danh vọng, chỉ cần thỏa mãn cá nhân, mỗi lúc một nặng về bản năng và thực dụng. Vì thế anh đã ép Minh học đại học. Trong khi đó nó muốn đi làm. Nó nói trước với anh, cháu có thể làm ra bất cứ việc gì, tốt nhất là đi tàu Viễn Dương hay là công ty xuất khẩu.
Nó cần độc lập và tự do, mà điều kiện đầu tiên là nhiều tiền. Thật là đáng buồn, bao nhiêu thế hệ từ bao nhiêu thế kỷ đã đổ cả núi sông, xương máu, trang bị hàng tỷ trang học thuyết mở đường tìm đến một xã hội con người sống không vì đồng tiền, cuối cùng lại quay về nơi khởi đầu của sự bất công. Đồng tiền vẫn cứ là chúa tể, chỉ thay đổi màu sắc. Rất may mình đã nghe anh. Nếu sau này chủ nghĩa thực dụng vẫn chiến thắng thì người có tri thức cũng biết sử dụng đồng tiền, ít man dợ hơn bọn vô học, bọn có học. Mà không có tri thức, Hà đã gửi gắm Minh vào trung tâm luyện thi đại học của mấy giáo viên thuộc loại mát tay ở thành phố Hồ Chí Minh. Hướng của Minh là sẽ thi vào Đại học Bách Khoa. Chính Hà không phải một lần đưa Minh đến trường Đại học Bách Khoa, thành phố, đi xem các nơi liên quan đến việc hướng nghiệp để Minh thật sự an tâm với lựa chọn của nó. Trong chuyện này, anh càng thương và quý trọng Hà. Có lẽ lo cho chính con đẻ của mình, người mẹ, giàu trách nhiệm và tình thương cũng chỉ làm được đến thế. Anh và Hà gặp và yêu nhau trong thời gian ngắn ngủi, khi cả hai đều ở tuổi quá thì, một người 34, một người 29. Người ta bảo đó là tuổi đẹp nhất, vì cả tình yêu lẫn hôn nhân đều ở độ tuổi 9. Đó là lý thuyết của các nhà tình yêu và hôn nhân học, thời anh còn cắp sách đến trường. Họ cho rằng tuổi trẻ càng chậm yêu đương, càng chậm hôn nhân sẽ càng có nhiều điều kiện và thời gian để cống hiến cho đất nước và chủ nghĩa xã hội. Họ chỉ quên rằng trái chín là giai đoạn sinh trưởng, kết thúc và bao giờ cũng ít nhựa. Tình yêu ít nhựa sống, lại ở giai đoạn kết thúc dù sao cũng là tình yêu của hai người già. Anh và Hà thường nói đùa, nếu chúng ta lấy nhau sớm, chắc chắn chủ nghĩa xã hội có lợi hơn là mỗi đứa, đơn độc mỗi nơi. Hà có đức tính tốt, tất cả vì chồng, vì con, sẵn sàng thua thiệt và hy sinh cho chồng, cho con. Đường đi của anh sau này bớt gập ghềnh gian khổ hơn hồi làm thợ. Nhưng cay đắng, hoạn nạn cũng không ít. Nếu lúc đó Hà luôn ở bên anh, giúp anh yên ổn lại rất nhiều. Những thành đạt nhiều ít của anh không thể thiếu Hà. Bởi vậy, Hà hoàn toàn có quyền sở hữu anh chặt chẽ hơn, ghen tuông cao hơn người khác một mức. Nhưng Hà đã không như thế. Có lúc anh nói, em nhiệt tình với Minh quá, làm anh khó nghĩ. Hà lại thanh thản, cứ coi Minh là cháu. Còn cô em hay là bà chị thì sao? Chiều có chồng rồi, còn anh có vợ rồi. Không lẽ thay một mối quan hệ tốt bằng sự xa lạ? Hà nói vui, anh và Chiều không đến được với nhau là số trời. Nên nếu Chiều có vào đây thăm Minh và anh, em cũng cư xử như với người bạn thân. Anh rất mong một dịp nào đó, em và Lâm sẽ vào thành phố chơi với anh và Hà và các cháu. Mối liên hệ tốt giữa hai nhà sẽ làm chúng ta cùng sống đẹp hơn lên. Em và Lâm nhớ thường xuyên thư từ cho Minh khỏi buồn. Hai người có thể hoàn toàn yên tâm về Minh ở trong này. Cho anh gửi lời thăm sức khỏe cụ ông. Hình ảnh cụ hôm anh phải ra tận Vạn Đinh trình diện hồi nào, đến nay vẫn còn như in ở trong đầu anh. Chúc em và anh Lâm hạnh phúc. Thân ái, Nguyễn Minh Tiến. Viết xong lá thư, tôi đưa cho Hà. Em đọc qua xem có cần bổ sung gì không? Hà cầm thư không đọc, đặt trả lên bàn. Đọc làm gì? Đã đưa cho em duyệt, tức là anh bảo đảm an toàn tuyệt đối còn gì. Cô nhếch miệng. Với lại tại sao anh cứ như là có điều gì bất ổn thế? Tôi tự ái nhìn Hà ngờ vực. Chỉ chờ thêm một chút châm chọc nữa là nổi nóng. Hà hiểu ý liền cười xòa. Đưa thư đây, tiện đi làm qua bưu điện em gửi luôn cho. Hà đi rồi tôi vẫn ngồi thừ rất lâu. Quả thật Hà nói đúng vào tim đen tôi. Tôi đã viết trong thư rất nhiều điều, như cho cả ba người, Triều, Hà và Lâm, để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối. Loại trừ phần khéo léo đó đi, những dòng khi kín khi hở dành cho Triều đều từ những sao xuyến lạ, như mạch nhựa sôi động trong lòng quả xanh. Tôi tự ngượng và linh cảm thấy ở Hà cái gì bất bình thường, không rõ hẳn hình thù. Triều vẫn tiếp tục tránh mặt, khiến tôi rất khó xác định tâm tính của cô. Chúng tôi chỉ cách nhau bề ngang sân bóng chuyền. Suốt ngày trong giờ đi làm, cả hai dãy nhà tập thể nam nữ đều vắng tanh. Thời gian còn lại sớm tối chúng tôi đều rất gần nhau, lúc ăn sáng trước khi đi làm và lúc ăn tối ở nhà ăn tập thể. Theo quy định của đội, tất cả phải ăn đúng giờ, hoa tiếng kẻng, đánh đến chói tai treo ở đầu hồi nhà bếp. Tôi và Chiều còn sát mặt nhau, cô cũng như không thấy tôi. Sau hôm chở thông non ra đồi trời mưa,
tôi sang thăm cái tay đau của Triều một lần. Từ đó, sự lảng tránh có thêm biểu hiện khác thường. Triều đi đâu cũng có Tư cặp theo. Thái độ vui vẻ, thoải mái của Tư với tôi trước đây được thay bằng sự miễn cưỡng. Vài lần tôi cố ý đón Tư để tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng cứ thoáng thấy tôi, mặt Tư lại tái đi. Ánh mắt thì e dè, đảo quanh như sợ có người để ý. Miệng ríu rít câu trước câu sau. Tôi để ý kỹ thái độ của Triều mỗi khi thấy mặt. Không, không hẳn là cô dứt khoát tránh, như là xử thế, bề ngoài. Trước khi quay ngoắt, hoặc đang đi, bỗng nhiên đứng lại, cúi mặt xuống như thể không thấy tôi. Bao giờ cô cũng hắt nhanh ánh mắt về phía tôi một thoáng tắc thỏm tha thiết. Chỉ thoáng thôi, liên hệ lại giây phút tình cảm của cô hôm qua ở trời mưa. Tôi khẳng định Triều cũng thích tôi. Chỉ vì gợn gì đó, đằng sau mà tôi chưa biết, đã khiến cho cô trở nên xa cách. Nhưng tôi vẫn chỉ là anh chàng nhát gái. Phán đoán suy luận hùng dũng như vậy, tôi không dám chủ động mạo hiểm. Biết đâu cái tiêm mắt như lời kêu gọi kia lại do mình tưởng ra. Trong khi đó, ở đội khoan chúng tôi có cậu Thời. Từ lần ra móng cái năm ngoái đã bắt dính được cô Múi, giữ trẻ của đội trồng rừng. Mối tình của họ rất thuận lợi. Múi có nước da trắng trẻo, người nhỏ nhắn, khuôn mặt khá xinh, dân gốc móng cái. Mồ côi cha mẹ làm con nuôi gia đình thợ may người Hoa ở thị xã. Thời chơi thân với tôi, chủ nhật nào hai đứa cũng ra thị xã móng cái. Cách đội trồng rừng chừng 8 cây số chơi với gia đình bố mẹ nuôi của Múi. Từ chiều thứ bảy, sau khi hết giờ làm việc của đội, Múi cũng như nhiều anh chị em có gia đình ở thị xã hoặc là các xã lân cận đều về nhà. Chiều tối chủ nhật, họ mới trở về đội để sáng mai đi làm. Ra thị xã móng cái vào ngày chủ nhật là thói quen chung của công nhân, những nông trường, lâm trường, nhà máy ở lác đác khắp các huyện. Họ có thể mua sắm nhu yếu phẩm, đi chơi đây đó, chủ yếu tận dụng cơ hội của ngày nghỉ, thoát khỏi nếp sống mòn, hưu quạnh, tẻ nhạt suốt tuần ở nơi ven biển hoặc đồi chọc. Mặc dù thị xã nhỏ này, đi bộ từ đầu đến cuối dãy phố dài nhất chỉ chừng 20 phút đã hết. Một rạp chiếu bóng hay là rạp hát cũng không có. Một lần tôi và Thời đến nhà Múi chơi, vừa bước chân vào cửa tôi bỗng giật mình. Triều đang ngồi một mình trên chiếc phản gỗ dày cạnh bàn máy may ở gian ngoài. Thấy tôi, cô tái mặt muốn bỏ đi. Như mọi lần, Múi ở trong nhà gọi với ra. Triều, mày định đi đâu đấy? Triều nín thinh, gằm mặt bước ra cửa. Cái con này lạ nhỉ? Múi có giọng ríu rít giống như người Hoa, hơi kéo dài những âm cuối câu. Đã nói chờ một lúc mẹ tao đi chợ về đo luôn. Mày đi, tao nói với bà ấy thế nào. Hóa ra Triều ra đây may áo. Em ra cửa hàng một lúc. Không chờ Múi nói thêm, Triều cắm đầu bước đi như bỏ trốn. Tôi rất muốn chạy theo Triều, nhưng lại sợ Thời và Múi đọc được lòng dạ mình. Cái lòng dạ vừa muốn phiêu lưu vào vòng tình ái, vừa sợ lộ ra mình đang phải lòng một cô gái chân quê. Tôi vờ như tiện chân bước ra cửa, nhìn hút theo bóng Triều để định hướng. Hôm ấy tôi và Thời hẹn cả Mô, Nhi cùng đội máy ra nhà Múi. Nhờ đứa em trai, cô dẫn đường vượt biên giới sang thị trấn Đông Hưng, một thị trấn nhỏ sầm uất. Trên là trời, dưới cơ man là hàng hóa tiêu dùng đẹp và rẻ của Trung Quốc, nằm đối diện với thị xã Móng Cái bên bờ kia sông Ca Long. Từ lúc Triều đi, tôi đâm bồn chồn lo lắng, sợ vụt mất cơ hội ngàn năm có một. Nếu có một kẽ hở nào hợp lý để chia tay với sự quyến rũ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tôi cũng sẵn sàng khai thác. Lúc quay vào, thấy Thời, Múi đang cằn nhằn với nhau. Đã hẹn để tiến, Ngô Nhi, ra đây rồi bỏ cuộc à? Em đâu biết trước, tối qua bố mẹ mới nói. Tai tôi thính như thỏ, có chuyện gì thế? Tôi vội hỏi, bụng mừng thầm cho kế hoạch sang Trung Quốc bị bỏ. Lại hoãn hả? Múi cúi mặt không dám nói. Thời sượng sùng, bố mẹ Múi nói hôm nay nhà có dỗ, mời tôi với ông ở lại, ăn luôn. Tôi vờ thở dài, tiếc quá nhỉ. Hay ông cứ ở đây với Múi, tôi chạy ra cửa hàng tìm Mô, Nhi. Nếu gặp, tôi nhờ nó qua Đông Hưng mua mấy thứ vậy. Mắt Thời và Múi sáng lên. Đi một lúc thôi, rồi quay lại nhé. Thời nói thêm, hay rủ thêm Mô, Nhi, lại đen dỗ. Tuần sau cả bốn đứa cùng đi Đông Hưng. Ừ, ờ. Tôi nói cho qua lẹ, để gặp được nó đã. Chưa dứt lời, tôi đã phóng ra đường. Sao không lấy xe đạp đi cho nhanh, anh Tiến? Múi nói với theo. Tôi cuống chân, cũng chẳng thiết đáp lại, mắt liếc vội đồng hồ đeo tay. Triều mới rời khỏi nhà khoảng 5 phút, nếu đi nhanh có thể bắt kịp trước khi cô rẽ sang hướng khác.
nhưng tôi không phải mất công. Vừa ra khỏi nhà chừng 50 mét, tôi đã thấy Triều đứng cạnh gốc me lớn bên kia đường. Tôi chậm lại, đắn đo một chút, rồi mạnh dạn rẽ sang. Triều thoáng thấy tôi, làm như vô tình xoay mặt về hướng sông Ca Long. Tấm lưng đầy đặn, thon lẳn của cô, sau lần áo popolin hồng, rung động bồi hồi. Lần đầu tiên sau 3 tháng biến đổi, tôi thấy Triều mặc chiếc áo khác, màu áo đen. Tôi vòng ra trước mặt Triều. Em chờ ai thế? Triều lặng im, nước mắt cô ứa ra, trào lăn trên hai má. Tôi bàng hoàng. Nỗi lo lắng về những phán đoán sai lạc, những ám ảnh thất bại đã nhận được tín hiệu chấm dứt. Hóa ra Triều đang chờ chính tôi, chờ trong sự cầu may hú họa. Nhìn con đường lớn xuyên suốt thị xã, không tìm được chỗ nào có thể tách riêng hai đứa ra khỏi sự đông đúc của những người đi đường, đủ loại, Hoa, Việt. Tôi khoác tay Triều. Vào nhà muối đi, tôi nói nhỏ, cố giấu giọng, mất tự nhiên. Triều bỗng nói dứt khoát, đi theo em. Lúc đầu tôi tưởng mình nghe nhầm, không tin cô bé lành và nhát như thỏ lại có lời quyết đoán đến thế. Triều đi nhanh, điệu bộ như một giao liên hoạt động bí mật trong lòng địch. Sau khi bắt được mật khẩu của đối tượng cần liên lạc, cứ nín lặng, thoăn thoắt dẫn đường. Sau Triều chừng 3 mét, vì không theo kịp, tôi vừa đi vừa mỉm cười. Không ngờ sự việc xoay nhanh như thế. Triều rẽ qua dãy phố hẹp, ngắn, vắng vẻ, không có người qua lại. Ngược lên đoạn dốc dài, con dốc dẫn đến trước cổng doanh trại bộ đội. Nguyên là khu thành Tây cũ, đóng trên khu đồi rộng, cao, vượt hơn so với mặt bằng của thị xã. Cụm kiến trúc ở đây còn lại rất nhiều dấu vết pháo đài xưa vùng biên ải. Những dãy tường xây bằng gạch thô, có nhiều lỗ châu mai. Cổng ra vào kiểu vòng cuốn, hai bên cổng chính có hai cổng phụ. Phía trước đặt hai khẩu thần công gắn trên bệ xi măng. Anh lính đứng trong trời gác, quen với Triều, vừa thoáng thấy cô, đã cười to, mắt đong đẩy danh mãnh. Dắt người yêu đi thăm ông anh hả? Triều đỏ mặt gật nhẹ. Em vào nhá. Anh lính cợt nhả. Mình em vào thôi. Nỡm. Cô nói với tôi, cứ vào đi. Triều đưa tôi vào chỗ anh ruột của cô. Anh Triều là đại úy, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn biên phòng. Có vợ và hai con nhỏ ở trong khu gia đình của doanh trại. Khu này nằm phía sau đồi. Từ ngoài vào con đường trải nhựa chạy giữa hai hàng phượng vĩ lâu năm. Thân to bằng mấy người ôm. Bóng lá rợp xanh um. Sân bóng chuyền ngay lối cổng đang có cuộc thi đấu sôi nổi giữa đội bộ đội và đội thanh niên thị xã. Khán giả bao quanh khá đông, phần lớn là lính. Nhận ra Triều, đám lính thi nhau chọc ghẹo. Triều ơi, em định bỏ rơi anh đấy à? Ông anh, nối ruột đấy hả? Triều ơi, anh giận đấy nhá. Triều nói với tôi, kệ họ, cứ làm điếc đi. Với đám lính trẻ ở đây, Triều có vẻ dặn dĩ, khác hẳn cô bé nhút nhát, nhiều lúng túng, công nhân của đội trồng rừng. Anh của Triều tên là Hinh, quãng tuổi gần 30, đen như cột nhà cháy, cao lớn, tóc đen, là cầu thủ đang thi đấu. Nghe đám lính ồn ào, nhìn thấy cô em, Hinh bỏ sân chạy ra. Chị đưa hai cháu về bên ngoại rồi, mày nấu cơm chua luôn cho anh nhé. Hinh nói rồi nhảy tót vào sân bóng, chẳng để ý đến tôi, cũng chẳng mở mồm, chào tôi lấy một câu. Gia đình Hinh ở ngôi nhà gạch có nền cao, xây theo kiểu nhà Tây cổ, vôi gạch đã chóc lở vì quá cũ. Có lẽ nó cùng tuổi với thành cổ này. Nhà được ngăn đôi, một nửa dành cho gia đình ông chính trị viên già. Nhà Hinh rộng, trống, cửa mở toang hoang, không khóa then gì hết. Đồ đạc trong nhà cũng toành toàng. Sang trọng nhất là cái radio bán dẫn Orion Tông. Thời đó chỉ cán bộ nòng cốt được ưu tiên cung cấp mới có. Dù không ai ở nhà, cái đài vẫn được mở oang oang hết cỡ. Một giọng nữ cao đang hát bài ca ngợi cô thợ quét vôi yêu nghề. Tiếng rồ rồ của loa, tiếng hát, tiếng nhạc chen nhau chói tai, câu được câu chăng. Quá quen thuộc với nhà này, Triều mời tôi ngồi bên bàn nước đầy sợi thuốc lào, vụn và tàn đóm. Rót cho tôi một chén nước ở ấm chè nguội, rồi lặng lặng đi lấy gạo ở trong cái dương, trên nắp, vứt đầy quần áo. Dùng bơ, xúc gạo sang giá. Em nấu cơm cả anh luôn đấy. Anh hẹn quay lại ăn dỗ ở nhà muối rồi. Ngồi nói chuyện đã. Em để anh một mình à? Triều im thin thít, cứ tiếp tục lấy gạo, ra giếng múc nước vào gạo, rồi vào gian nhà bếp, nằm tận ở phía bên kia sân gạch sau nhà. Tôi hết đứng lại ngồi, mỏi mắt, đọc những bằng khen huân chương kháng chiến dán kín thành vòng quanh phòng. Rồi tỉ mẩn đến ngắm chỗ bày bàn thờ Tổ quốc ghi công với những bài trí muôn thuở, ảnh Bác Hồ, bát hương, khẩu hiệu Đảng Lao động Việt Nam muôn năm. Tất cả đều cũ, riêng hai câu đối Tết, nền đỏ, chữ đen.
ơn Đảng quyết xây dựng thành công hạnh phúc miền Bắc thân yêu. Nhớ Bác, thề đấu tranh thắng lợi giải phóng miền Nam ruột thịt. Treo hai bên bàn thờ, chắc được mua trong dịp Tết vừa rồi, còn mới. Cạnh bàn thờ treo một khung kính rộng, bên trong lồng những tấm ảnh cũ, mới, đủ mọi kích thước. Phần lớn là của Hinh chụp với bạn bè, vợ con. Tôi bỗng chú ý tấm ảnh chụp ba người, cỡ 9 x 12. Đứng giữa là người đàn ông khoảng tuổi 50, tầm vóc cao lớn, để bộ râu quai nón, đen rậm. Một bên là Hinh, mặc bộ đồ bộ đội, đeo hàm thượng úy. Một bên là Triều, đang ở độ tuổi 12-14, khuôn mặt xinh xinh, ngơ ngác. Tôi đoán ông râu quai nón là bố Triều, cái dáng cao lớn của Hinh lẫn Triều. Có lẽ đều thừa hưởng ở ông. Vậy có lẽ mẹ Triều phải đẹp. Chờ mãi mà Triều không lên, tôi sốt ruột đi xuống bếp và ngạc nhiên thấy cô đang rửng rưng, ngồi khều than, bên nồi cơm sắp chín. Gian bếp chật trội, thiếu ánh sáng, hoi nồng mùi bồ hóng, tôi phải cúi đầu thấp mới vào được. Sao em lại thế? Bỏ quên anh luôn à? Triều quay lại, ngước mắt. Mặt cô tái lạc kỳ lạ, miệng ấp úng. Em cứ sợ thế nào ấy? Sợ sao lại dẫn anh đến đây? Em tưởng có cả anh chị em ở nhà. Tôi ngồi xuống bên Triều, khi không phải thắc thỏm vì những sĩ diện hão khiến cho mình lính quính như kẻ gian sắp ăn trộm cái gì, tôi cũng không đến nỗi là thằng con trai tồi trước bất cứ cô gái nào. Tôi nhích sát lại gần Triều. Hai đứa cùng im lặng một lúc, cảm thấy Triều như đang phát run. Tôi chủ động hỏi trước, vì sao em cứ tránh mặt anh? Em sợ. Sợ gì? Người ta bảo, em đừng chơi với dân Hà Nội. Ai nói như thế? Triều phần nào bình tĩnh lại, cô có vẻ tin cẩn, dễ tâm tình chứ không quá bưng bít như tôi tưởng. Hôm các anh đến, buổi tối, lúc mấy chị em ngồi trong phòng nói chuyện về các anh, em hỏi nhỏ chị Tư, sao mọi người ghép chị với anh Tiến? Chị Hơn ngồi ở giường bên nghe tiếng, nói với Sang. Tao thấy lúc Triều, cây Triều nhìn cứ như là muốn nuốt tươi lấy chàng Tiến. Em sợ rúng cả người, làm gì có. Chị Hơn cười. Tao ấy à? Con ruồi bay qua, tao cũng biết là con đực hay con cái. Chị ấy nói. Dính vào đứa nào thì dính, chớ dính vào mấy thằng Hà Nội. Chơi xong nó bỏ lại cho cái bụng to bằng cái trống cái. Bậy bạ, tôi buột miệng. Chị ấy còn nói, anh là học sinh Hà Nội, đi làm cho có lệ. Rồi sớm muộn cũng bỏ về, đi học thành kỹ sư. Mắt Triều lại chăm chăm vào mấy hòn than lăn qua lăn lại trong bếp, theo tay cởi tùy tiện. Giọng cô nhỏ nhẹ đều đều. Nhưng em vẫn thích anh. Cô bồi hồi. Hôm trời mưa, lúc anh về rồi, em hỏi chị Tư. Chị Hơn ghép anh với anh Tiến, là đùa hay thật? Chị Tư nhăn mặt. Thế mà mày cũng tin à? Bà ấy còn chưa có chồng, thì chẳng đứa nào yêu được ai hết á. Lần trước anh Tiến ra, thấy tao thân với anh Tiến, bà ấy chỉ mạt dọa, đuổi tao về địa phương. Tôi bật cười, nhớ lần này bà ấy ghép thật thì sao? Triều hứ nhẹ, lần đầu tiên từ lúc tôi bước vào bếp, cô dám nhìn vào mắt tôi tới vài giây, đầy chăn chứa, rồi lại cúi xuống. Buổi tối sau hôm anh sang thăm em, cái tay hôm nay vẫn còn đau. Tôi như thằng ăn cướp, vội chộp lấy tay Triều. Để anh xem nào. Bàn tay Triều thuôn dài, cổ tay tròn trịa. Nhưng nắng gió và lao động cực khổ đã biến thành nâu sậm, chai nhám. Đau em, Triều khẽ rên lên. Tôi xoay nhẹ bàn tay Triều ra phía ánh sáng từ ngoài hắt qua cửa sổ nhỏ. Thấy rõ ở đầu xương, nối với bàn tay vết xương tấy giống như bị bong gân. Sao em không nói cho anh biết? Tại sao vẫn đi làm? Em vẫn cố làm được. Em sợ nghỉ bị các chị ấy mắng. Triều có ý muốn rút tay lại, nhưng tôi vẫn giữ và ấp thêm bàn tay kia của mình lên trên. Tội nghiệp em. Tối hôm anh đến thăm, không ai nói gì. Hôm sau ra đồi, chị Hơn họp tổ, cấm em quan hệ với anh. Mọi người khó chịu. Chị Việt bằng tuổi chị Hơn nói, có gì mà cấm, chú Tiến cũng là người tốt. Chị Hơn nói, tôi cấm đấy. Tổ này mấy năm liền lao động xã hội chủ nghĩa. Cô nào muốn rắc rối thì sang tổ khác. Vác cái bụng ỏng ra đấy, rồi nó chạy làng thì tha hồ mà đẹp mặt. Ở tổ không ai dám nói gì nữa. Chị Hơn có nói, cô mới có tí tuổi đầu, vừa vào công nhân 3 tháng đã quan hệ nam nữ là tôi báo cáo tổ chức, cho cô nghỉ luôn. Rồi chị ấy giao cho chị Tư quản lý em thật chặt. Chị ấy nói, để bảo vệ em khỏi lọt vào tay cái thằng, tức là anh ấy. Chị ấy nói, anh là cái gì, sở sở. Tôi cau có, sở khanh, à đúng rồi, gọi là sở khanh Hà Nội. Em không biết sở khanh là gì. Bao nhiêu sao xuyến của cơ hội ngàn năm có một. Được ôm ghì Chiều trong vòng tay,
và gần nhanh như chớp, cái hôn thật mạnh vào bên má hây hây hồng của em, bỗng nhiên trôi sạch. Tôi buông tay Chiều ra, đứng phát dậy, người nóng giận bừng bừng. Chiều nay anh về, gặp con mẹ béo ấy nói cho một trận. Dứt lời, tôi bỏ thẳng lên nhà Trinh. Chiều hốt hoảng theo sau. Em van anh. Anh mà nói chị ấy biết, ngay ai kể. Mặt Chiều xì xì, vừa lo, vừa như dỗi với tôi. Thà cứ như thế này lại hơn. Thế này là thế nào? Là... Chiều đang nói trôi chảy, bỗng chùn lại nhát gừng. Em với anh cứ hẹn nhau ra đây. Tôi cười. Nhỡ anh là thằng Sở Khanh, đúng như là chị Hơn nói thì sao? Chiều đỏ mặt. Em không biết. Cô ngồi xuống chiếc giường đôi cũ kỹ, vẻ buồn buồn. Rất nhiều lần em muốn gặp anh, nhưng anh cứ như làm sao, cứ như là đang giận ai ấy. Mỗi lần nghe chị múi khoe, chủ nhật nào anh và anh Thời cũng đến nhà chị ấy. Sáng nay em phải đi từ Vạn Ninh thật sớm để đến trước. Hiểu ra lý do thật của việc Chiều đến nhà múi, tôi bỗng rất thương và kính nể sự quyết liệt của Chiều. Tuy nhiên, tôi không sao có lại cái cảm hứng hăm hở như lúc ngồi sát nhau trong bếp nữa. Tôi vẫn ngồi nguyên ở ghế, Chiều ngồi nguyên ở trên giường. Giữa cuộc chuyện trò là cái bàn trước mặt đen đúa, đầy những vụn thuốc lào và tàn đóm. Buổi trưa hôm ấy, tôi ăn cơm với Chiều và Hinh. Đúng ra, đánh bóng chuyển xong, Hinh sẽ về nhà bố mẹ vợ. Do có Chiều đến, Hinh bảo nấu cơm cũng chỉ để tiện cho cô em. Hinh thuộc loại, ít nói đặc biệt. Anh ta chẳng còn quan tâm tôi là ai, làm gì, cũng chẳng hỏi han gia đình nguồn gốc. Việc tôi có mặt bên Chiều, anh ta coi như tự nhiên. Vào nhà chơi rồi, ăn cơm, cũng là chuyện tự nhiên. Cứ nguyên quần đùi, áo may ô, như lúc ở sân bóng. Cơm bày ra, Hinh mở cánh tủ tự đóng bằng thứ gỗ của thùng sữa, đôi ra chai rượu với hai cái chén lớn, rót đầy rồi nói trống không. Rượu ngon đấy. Hinh ăn hùng hục, rượu uống một hớp đã cạn cả chén, rồi chẳng nói chẳng rằng, ăn xong, anh buông bát đũa đứng dậy. Hai đứa ở nhà, đi đâu thì đừng có khóa cửa. Tao sang nhà ông bà Nhạc để Chiều đón chị và các cháu về. Nói dứt câu dài nhất kể từ khi gặp tôi, anh ta đạp chiếc xe Phượng Hoàng biến đi mất. Kẻ cũng lạ, tôi và Chiều chưa hề ngỏ với nhau một lời yêu thương. Nhưng sự việc đến đây coi như xong rồi. Như yêu nhau lâu lắm rồi, tuy nhiên cũng cần nói cho rành rẽ. Chiều tự nguyện đến quyết liệt, hồn nhiên và vô điều kiện, còn tôi không được như thế. Khi xác nhận em đã yêu tôi bằng thứ tình cảm vô bờ bến, tôi lại hơi chùn với những tỉnh táo và toan tính. Chỗ này có lẽ là nhược điểm của người thành phố. Người thành phố nhiều tham vọng đang yếm thế và bất hạnh bởi sự phân biệt đối xử, bản lý lịch gia đình đầy vết đen. Buổi đọc sách hôm nay của chúng ta tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.